Chào các bạn. Như hiện nay các bạn biết thì cái kênh mạng xã hội TikTok đang phát triển rất mạnh, thì cũng là cơ hội cho chúng ta có thể là kinh doanh buôn bán ở trên nền tảng TikTok. Thì hiện tại mình thấy là TikTok Shop đang còn rất là hay. Chúng ta có thể đăng bán sản phẩm hoặc là làm tiếp thị affiliate để kiếm tiền ở trên TikTok nhé. Thì ở đây nếu mà các bạn chưa có TikTok Shop thì các bạn không cần cái tài khoản của mình là đạt 10.000 lượt follow, thì đó chúng ta mới mở cái TikTok Shop, mà chúng ta sẽ có cái cách này rất là hay. Đó là chúng ta sẽ vào trong cái CH Play á, đây, cửa hàng CH Play trên điện thoại Android hoặc là bên 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 iPhone thì có. Trong thì gian hàng của nó chúng ta có thể tải về trong đây TikTok Shop. Đó, chúng ta sẽ tải về cái này nhé. TikTok Seller là chúng ta để đăng ký cái tài khoản TikTok Shop. Ở đây mình đã tải về rồi thì mình sẽ đăng nhập, mình sẽ mở ra, nó hiện trên màn hình đó. Thì ở đây chúng ta có hai cách: nếu chúng ta đăng ký mới mà không liên quan gì đến tài khoản TikTok đó, thì chúng ta sẽ đăng ký bằng số điện thoại hoặc email. Còn nếu chúng ta mà có tài khoản TikTok rồi mà chưa có đủ 1.000 lượt follow thì chúng ta vẫn đăng ký được bình thường. Chúng ta chỉ cần đăng ký một cái tài khoản TikTok mới hoặc là tài khoản TikTok của chúng ta, cái nào đó cũng được. Chúng ta click vào đăng ký. Đó, thì sau khi chúng ta đăng ký thì chúng ta chọn một đó, là đăng ký bằng cái tài khoản TikTok của chúng ta đang sử dụng. Đó, hoặc là đăng ký bằng số điện thoại. Thì ở đây mình sẽ đăng ký bằng cái TikTok để mình có thể bán hàng hoặc làm affiliate trên đó được luôn. Cái kênh TikTok của mình mới được có mấy trăm follow thôi. Chúng ta click vào đăng ký TikTok. Đăng ký bằng nick TikTok. Ok, sau khi đăng ký, đây mình đăng ký rồi, chúng ta chỉ click là nó thông báo mình kết nối là xong thôi. Thì sau đó nó sẽ tự động đăng nhập vào. Vào đây thì chúng ta sẽ thấy cái giao diện như thế này. Đó. Thì ở đây thì nó yêu cầu chúng ta là đăng sản phẩm này, xác minh tài liệu này, hoặc là chúng ta vào cài đặt để xem. Cài đặt để xem thì chúng ta thấy cái thông tin tài khoản ha, thông tin cửa hàng của chúng ta, thông tin doanh nghiệp. Đó, thì ở đây chúng ta thông tin cửa hàng này, chúng ta tạo một cái cửa hàng nào đó, chúng ta có thể tải logo lên, logo cửa hàng này, tên cửa hàng này. Đó, đây là mã cửa hàng của chúng ta, cửa hàng shop của chúng ta đó, loại hình doanh nghiệp đó. Thì chúng ta sẽ xác minh thông tin doanh nghiệp, chúng ta có thể thêm cái thông tin doanh nghiệp của chúng ta vào. Thì ở đây thì thông tin doanh nghiệp thì nếu mà các bạn bằng mở shop cho công ty ấy, chúng ta để tài khoản công ty. Còn nếu chúng ta mở shop tài khoản cá nhân doanh nghiệp sở hữu ấy, thì chúng ta chọn cái này đó. Thì chúng ta có thể đặt tên cửa hàng là gì đó, ví dụ mình đặt tên cửa hàng của mình là Phong Việt đó. Rồi ở đây mình bán đèn led thì mình ghi là led Phong Việt rồi chẳng hạn, để mình có thể là đăng các cái sản phẩm đèn led của mình lên mình bán. À, như vậy là đã có tên trùng rồi, thì chúng ta đặt tên khác. Hàng này cũng có rồi. Ở cái này chúng ta có thể đặt sau cũng được, hoặc là chúng ta thì sửa lại đó. Ở đây thì chúng ta xác minh tài khoản trước nhé. Một là xác minh sổ hộ chiếu, hai là thẻ căn cước, chứng minh thư. Thì chúng ta chụp mặt trước mặt sau và úp lên ở đây thôi. Đó, và chúng ta gửi đi. Gửi đi thì sau khi họ kiểm duyệt bên TikTok, họ kiểm duyệt xong đó, thì họ sẽ gửi chúng ta một cái thông báo là đã thành công. Và lúc đó thì chúng ta sẽ vào thêm cái xác minh thông tin cá nhân này, chủ sở hữu này. Đó. Rồi sau khi đã xác minh chứng minh thư xong thì chúng ta còn có thông tin doanh nghiệp, thì chúng ta phải thêm cái mã số thuế vào. Ví dụ chúng ta có mã thuế cá nhân thì chúng ta thêm vào.
để chúng ta bán hàng, tại vì nếu bên quản lý họ yêu cầu bắt buộc như vậy. Còn mà chúng ta mã số thuế doanh nghiệp thì chúng ta sẽ nhập cái mã số thuế của công ty và úp cái giấy phép doanh nghiệp lên, úp giấy phép doanh nghiệp lên nếu chúng ta đăng ký bằng cái tài khoản công ty. Rồi chúng ta đăng ký tài khoản công ty thì chúng ta úp cái giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp vào rồi gửi đi là xong. Đó. Sau khi xong hết rồi ấy, thì chúng ta sẽ xác minh thông tin doanh nghiệp, kho hàng, địa chỉ kho hàng. Đó. Thì sau đó thì chúng ta sẽ liên kết các cái tài khoản TikTok, thì chúng ta được liên kết 5 tài khoản, một tài khoản chính với 4 tài khoản phụ để chúng ta có thể bán hàng trên 5 kênh đó hoặc là làm affiliate trên các kênh đó, để cái tiền là chúng ta tạo cái tài khoản ngân hàng ở tại đây, tại TikTok Shop này, để cho tiền nó về đến cái tài khoản của mình. Đó, sau khi chúng ta xác minh xong thì nó sẽ có thêm, chúng ta có thể úp sản phẩm lên nữa. Rồi, video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách liên kết với các cái tài khoản TikTok để chúng ta bán hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé.